Thưa quý vị, Hội Bất động sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức ra mắt câu lạc bộ Bất động sản Bà Rịa, trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bà Rịa. Câu lạc bộ có hơn 100 hội viên. Câu lạc bộ Bất động sản Bà Rịa được thành lập nhằm liên kết các hội viên để đầu tư, chủ động khai thác thị trường mới. Đây là cầu nối giữa các doanh nghiệp với người tiêu dùng. Nhân dịp ra mắt, Câu lạc bộ Bất động sản Bà Rịa tổ chức đấu giá hai bức tranh gây quỹ thiện nguyện hơn 100 triệu đồng. Hai mạnh thường quân cũng ủng hộ 200 triệu đồng cho Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa làm chương trình công ích tại địa phương.